Toy Trip USA High-End Equipment Instructions, cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Chào mừng các bạn đến với thiên đường cardio của THOL Dream Center quận 9. Chào mừng các bạn đến với một cái video nâng cao hơn để sử dụng cái máy TT8 này. Thì bây giờ là cái video này Duy sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chương trình để tập luyện, tức là dành cho những người khách người ta đã biết chỉnh chế độ manual rồi đó, hoặc là người ta tập luyện lâu năm rồi từ cái phòng khác chuyển qua phòng này hay vậy đó, thì người ta sẽ xem video này để người ta biết được cách chỉnh chương trình tập luyện. Bởi cái sự thông minh của dàn cardio của ThorStream á, là chương trình chứ không phải là lên mấy ông cứ bấm tay bấm chân này nọ kia nó đi, cái đó là không phải. Nếu mà chỉ vậy thôi thì không cần phải mua cái máy này đâu, nó mua mấy máy cùi cùi nó vẫn bấm vẫn đi vẫn lăn thôi đó. Đó là vấn đề mà Duy muốn truyền tải, là bây giờ là Duy sẽ giới thiệu sơ qua hết cái chương trình trước đã đó, để giới thiệu các bạn về cái đồ thị. Cái đồ thị là cái cực kỳ quan trọng, chúng ta hiểu chương trình và chúng ta phải hiểu cái đồ thị. Đầu tiên chương trình, thứ hai là hiêu là gì, nhìn đồ thị này giống như cái đồ vậy đó, trên này có đồ thị bạn nhìn được, còn phát bên này không có đồ thị. Hiêu nhấn vào một cái nó sẽ thêm cho một thông số, nãy không có, hồi nãy không có cái smart speed này, không có, giờ nó có ba thông số kia, tuổi tác tên thời gian y chang, nhưng mà smart speed đúng không, nó thử thách cho bạn 20 phút lần này. Nhưng mà Duy á sẽ chỉ các bạn ba mốc thời gian quan trọng, 1 10 phút, 2 15, 3 20. Cái độ khó của một chương trình nó phụ thuộc vào hai thông số sau đây. Thứ nhất là thời gian có thể chỉnh, thứ hai là smart speed có thể chỉnh. Bạn chỉ cần chỉnh hai cái này thôi, bạn không cần phải chỉnh gì nữa trong suốt quá trình mà bạn tập luyện cái chương trình đó trên cái máy TT8 này cũng như máy speed bên kia. Rồi bây giờ Duy sẽ chỉnh hết thông số, enter cho lẹ. Hai cái thông số đầu là cân nặng thì Duy không chỉnh nữa tại chỉnh nó lâu rồi. Enter qua thời gian nè, nhấn 10, nhấn xuống đó ra 10 đúng không, xong nhấn enter một cái smart beat. Cái smart beat của Duy á, mình phải hiểu cái smart beat của chương trình đấy mà Duy tập thì thường chọn smart beat 12. Nhưng mà bạn nhớ cho tôi ba cái smart beat ở đây. Thứ nhất, smart beat 8 dành cho phụ nữ, bắt buộc phải đạt được cái smart beat đó. Cái smart beat 10 dành cho con trai. Con trai chưa tập yếu á, con trai mà yếu quá thì chơi 8 luôn nha. Như bạn áo hồng này chơi 8. Đó, như bạn này chơi 8, nhưng mà ví dụ như bạn này đi, có thể chơi 10. Đó, còn 12 là dành cho những người như Duy tập lâu lâu rồi thì nhấn 12, còn bạn nào chuyên về chạy bộ luôn á thì nhấn có thể 14. Còn khẳng định với bạn nhấn 20 không nổi đâu, tại chương trình nó dài lắm, nhấn 20 sao chạy nổi. 20 là chỉ để là cái tốc độ cao nhất thôi, đúng không? Nhưng mà bạn chỉnh 20 tốc độ cao nhất thì còn cái đống một đống tốc độ nó gần đó là 19-20, 19-18 là bạn chết luôn. Đó, nên bạn chỉ cần quan tâm giùm tôi một cái ba tốc độ 8-10-12. Bạn nào giỏi nữa 14-15 hết. Vậy thì Duy chọn tốc độ 12, rồi enter. Start luôn cũng được, nếu bạn confirm bằng chính xác hết rồi bằng start luôn, khỏi enter. Đó, start luôn, chạy ra luôn kìa. 3 giây, 2 giây, 1 giây chạy. Nó có warm up, nè bạn nhìn nè, đồ thị nó chưa có chạy. Nó warm up cho tôi 4.8. Bao giờ chương trình đầu tiên nó phải là warm up, nó không chạy liền bạn, nó warm up. Bạn có 3 phút để warm up, chương trình nào cũng vậy, bạn có 3 phút để warm up. Các bạn nhấn start, bạn cảm thấy tôi nóng rồi, nhấn start cho nữa, bỏ warm up. Nhưng mà warm up đồ thị nó phẳng. Đồ thị nó phẳng, nó có một kiểu mọc à. Nè bạn nhìn đồ thị nó phẳng nè à. Khi mà nhấn start một cái, đồ thị nó nhảy liền. Bạn nhìn trên cái đồ thị này, đúng không? Tức là bạn chạy hết cái đoạn đường này nè, thì bạn kết thúc được cái thử thách của bạn. Đó, thì bây giờ bạn đang ở cái nhịp thứ hai, nó đang chớp là đang ở nhịp thứ hai. Bạn chạy hồi chừng nào mà thời gian nó trôi qua hết nè, thời gian đang đếm ngược nè, đếm 10 phút, đếm ngược lại hết thì bạn sẽ trải qua hết được chương trình này. Nhưng mà bạn nhìn nè, cái lùng nhất mà nó 8 nè. Cái lùng nhất là cái 8, mà cái cao nhất chắc chắn là cái 12. Hồi nãy mình chỉnh cái smart beat đó thì nó là cái cao nhất là cái 12.
Mà cái lùng nhất là cái 8 thì giờ nó đang là 8 nè. Còn cái crack này là cái inline đó, nó sẽ thay đổi, nó sẽ thay đổi tùy theo nó. Đó, nó sẽ thay đổi tùy theo cái chương trình này. Bạn phải theo dõi hết chương trình này bạn mới biết nó thay đổi thế nào. Tức là một cái cột như vậy thì nó là đại diện cho hai thông số. Nó là cái red này và cái speed. Đó, thì cái red của cái này nó đang đại diện là I3 mà cái speed nó là 80. Thì bạn cứ phải chạy hết chương trình đi để bạn coi hồi nó như thế nào. Mình không nói trước được, có thể hồi nó nhảy qua bit 7, bit 8, bit 9, bit 10 gì đó. Là do cái chương trình, cái thằng kỹ sư á, thằng engineer đó, nó lập trình sẵn, nó ra chương trình này. Và nó bắt chúng ta là phải vượt qua. Nó bắt chúng ta phải vượt qua. Thì bởi vì tôi nói bạn quan tâm cái max speed để làm gì. Để bạn nữ á, bạn vô bằng chỉnh 12 là bạn chạy sắp mặt rồi. Bạn không thể nào bạn chạy nổi. Mới đầu tiên ra 8 rồi, nó chạy hết đống này mà chịu gì nổi. Nên bạn quan tâm tốc độ là chừng 8. Để cho mốc này nó là chừng 5-6 thôi. Thì mấy bạn nữ người ta mới vượt qua nổi. Vậy thì phân tích tiếp. Cái khó của cái đồ thị này là gì? Cái chương trình này khó lắm chứ không phải giỡn đâu. Bạn nhìn nè, cái mức cao nhất á là nó là 12 và phải chạy tới 5 cục lận. Bạn chạy tới 5 cục lận là chạy xì khói luôn á. Tôi chạy còn không nổi thề luôn á. Mệt lắm. Bạn chạy 5 cục là xì khói luôn. Bạn bây giờ bạn muốn biết một cục nó bao lâu á, bạn tính đi. Bạn đếm coi nhiêu cục. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Coi như 18, 18 coi như 20, 20 cái vậy là một cục là nhiêu? Một cục là nửa phút. Vậy 5 cục 2 phút rưỡi. Bạn nhắm bạn chạy được 5 phút rưỡi không? 2 phút rưỡi không? Cái đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai nữa, đâu phải là bạn chạy cái đó không đâu. Bạn nhìn ba cục kế bên nè. Bạn nhìn nè. Cái tốc độ này nó là 10 rồi nha. Bạn nhìn nè, tốc độ này nó đã là 10 rồi. Mà đã là 10 là chạy sắp mặt rồi. Bây giờ thì bạn chạy bao nhiêu? Bạn chạy hết nguyên chu trình luôn còn gì nữa. Bạn chạy nè, bạn chạy 1 cục, 2 cục, 3 cục, thêm 5 cục này 8 cục, thêm 5 này 8 cục, thêm 3 cục này nữa là 11 cục, thêm 2 cục cuối nữa. Ồ, thôi chạy hết chương trình này rồi. Nên chương trình này chọn 12 là cao thủ mới chạy nổi. Người thường không chạy nổi. Đó. Thì bạn phải hiểu cái video này để bạn biết cái chương trình nó khó hay nó dễ. Đúng không? Bạn phải hiểu video để bạn biết chương trình nó khó hay nó dễ. Đó. Đó là một chương trình nha. Đó là một chương trình nha. Thì cái video vừa rồi Duy làm đó để cho các bạn hiểu được á, là cái chương trình Hill này nè, là chương trình này chạy sắp mặt. Dạ, chạy không có điểm nghỉ luôn, mình nhìn vô đồ thị mình đâu thấy điểm nghỉ đâu. Nên mình chỉnh tốc độ chừng 10 thôi là thấy cũng đuối rồi đó. Không 10 chơi được. Khi mà bạn chạy tốc độ 10 liên tục có như Duy là Duy chơi nổi. Còn nếu mà bạn chơi bạn chỉnh tốc độ 8 để bạn đi bộ nhanh. Mà đi bộ nhanh trong khoảng thời gian đó mà nó dốc nữa là cũng là phê lắm rồi đó. Tiếp tục bây giờ chúng ta qua tốc độ thứ hai, Fast Burn. Kịch một cái. Rồi, mấy cái kia coi như ok đi, enter. Rồi, xong, nhấn start. Hầu như hồi nãy chưa chỉnh độ inline nên nó E3, nói chung là nó sẽ biến đổi. Cái thông số này sẽ biến đổi và thông số này nó sẽ biến đổi trong suốt cái đồ thị này. Vậy cái đồ thị này là bạn nhìn nè, tốc độ ở giữa nó cao nhất là nó 10. Là bạn chạy sắp mặt cái đống này rồi đó. Rồi xong rồi hai cái lùng lùng rồi coi như chín đi, 8 gì đó không biết. Chút nó chạy mới biết. Giờ tôi chưa chạy tôi chưa biết nhưng mà tôi đoán chắc chắn nó 8 hay nó 9. Mà thằng này á nó là 7.5 rồi, xi ăn này chắc 9 rồi. Vậy thì bạn chạy nguyên đống rồi luôn rồi đó. Cũng không dễ ăn đâu. Tốc độ 10 mà chạy liên tục là cũng không dễ ăn đâu. Thì bạn phải trải qua. Đây là bài test. Máy lập trình hết cho bạn, đưa ra thử thách cho bạn. Bạn phải vượt qua. Bạn phải vượt qua. Vậy thì bây giờ đặt ra vấn đề. Trong lúc mà tôi vượt qua tôi mệt quá tôi chỉnh được không? Chỉnh thử đi. Lên nè. Bây giờ nó đang lên 9 đúng không? Chỉnh lên 10 luôn. Rồi ok. Giờ tôi mà tôi chạy 10 luôn chỗ này. Tôi chỉnh tại vị trí này là 10. Thì tôi chờ xem cái vị trí sau nó có apply theo hay không, hay nó trở lại vị trí ban đầu. Rồi chúng ta cùng chờ. Rồi vị trí sau nó là 10 luôn. Vậy thì nguyên từ đây về sau đồ thị bạn nó tăng luôn. Hiểu không? Các bạn hiểu không? Tức là đồ thị lập trình nó đang diễn ra như vậy. Mà bạn chỉ cần tác động đến, bạn giảm hoặc bạn tăng thì nguyên phía sau nó tăng hay nó giảm theo. Nó tính toán hết. Nó tăng hay giảm theo. Bây giờ đang là 10 chút nhảy lên bảo đảm bạn 12, 13 luôn. Cái gì trí mắc nhất Thorson 12, 13. Thì cái máy này sẽ thông minh ở chỗ á, là cái chương trình tao lập ra cho mày nhưng mà tao cho phép mày cứu vãn khi mà mày sai lầm trong nút nhấn. Rồi giờ lên 11 mấy rồi nè. Đầu tới đây mệt quá thôi không chịu nhấn xuống. Bây giờ nhấn bằng này không được thôi nhấn mẹ nó cho 9 đi. Ồ nhấn được nè, nhấn 9. Thì tự nhiên nguyên cái đám phía sau nó giảm luôn. Nó giảm luôn. Tức là bạn chỉ cần chỉnh ở tại một cái thời điểm nào đó trong chương trình
thì nguyên cái quãng thời gian phía sau nó sẽ thay đổi theo cái sự bạn chỉnh mà tuân thủ đúng cái chương trình nó lập ra. Nó khác chương trình manual. Chương trình manual là bằng chỉnh như thế nào, phía sau nó y chang một đồ thị thẳng băng vậy. Còn cái này bằng chỉnh thì cái đồ thị nó vẫn biến thiên theo đúng bản chất của cái chương trình mà thằng kỹ sư nó lập ra cho mình. Đó, đó là điểm quan trọng mà Duy muốn nhấn. Thì Duy xin phép kết thúc chương trình ở đây để đi qua chương trình tiếp theo, không kịp giờ. Rồi bây giờ qua thằng cardio. Chơi luôn, sợ gì mày. Cardio rồi quá trời luôn, cũng 20, 30 gì đó. Kịch kịch, 10 thôi. Rồi tiếp tục bỏ qua start. Rồi nhìn đồ thị này dễ thương hơn nè mấy bạn. Cái đồ thị này á, nó chia làm hai cục. Các bạn nhìn nè, cục đầu á là mình chạy xong rồi mình được nghỉ ở đoạn giữa giữa. Xong rồi mình chạy thì cục tiếp theo. Tức là mình đang chạy cái chương trình á, là chương trình cardio. Thì cái đồ thị nó là như vậy. Nó là một sự trải nghiệm khác. Mỗi chương trình cái đồ thị nó sẽ khác nhau. Đó, thì bạn nhìn đi, bạn chạy hết đống này. Tức là mình chỉnh tốc độ 10. Thì cục cao nhất là 10. Thì cục lùn nhất thì nó là 3, 4, 7, 8 gì đó. Thì mình còn đi bộ được. Tức là trong cái chương trình là chạy có nghỉ. Chạy có nghỉ mà nghỉ không có nhiều. Hiểu chưa? Còn hai chương trình trước là chạy không nghỉ. Rồi tiếp tục chúng ta đi qua chương trình tiếp theo. Nó chỉ khác nhau cái đồ thị thôi. Còn bản chất khi mà chỉnh nó cũng như nhau. Rồi tiếp tục qua tới chế độ trend. Thằng trend là sức mạnh đó bạn. Nghe tới sức mạnh thấy ghê rồi đó nha. Giỡn đâu ha. Chắc chạy cũng sắp mặt đây. Rồi bỏ qua cái bước kia. Nhưng mà thằng trend sức mạnh này nó không ghê bằng hai thằng đầu. Thằng Hiêu với thằng Phát Bên vô đánh giá nó ghê hơn. Thằng này ít ra cái đoạn này nè, bạn nhìn cái đoạn này nó còn thấp nè, đoạn này còn thấp nè. Nó cao có chút xíu thôi rồi nó thấp lại chỗ này cũng đỡ đỡ. Còn thằng kia nó cao từ đây tới đây luôn. Nên cái thằng trend nó cũng ghê ghê. Nhưng mà nó không ghê bằng thằng Hiêu với thằng Phát Bên. Đó, biết vậy được rồi. Ok, tiếp tục tắt qua chương trình tiếp theo. Rồi, qua tiếp theo là HIIT. Quyền thoại chưa? HIIT là cái chương trình nó nhẹ nhàng, nó dễ thương mà nó đáng yêu nữa. Vô khám phá. Đó, đồ thị rất dễ thương, đúng không? Thằng lùng nhất là đi bộ. Vậy thì chạy một nghỉ. Thì đây là cũng là một trong những chương trình mà rất nhiều anh em xài. Cái chương trình một chạy một nghỉ bạn có thể chạy level 14 luôn cũng được nữa. Tại vì tôi chạy level 14 tôi mệt, xong rồi tôi nghỉ cái level 7 ta có 7 5 6 gì thôi à, là tôi đi bộ phục hồi sức xong tôi chạy tiếp. Hay nói khác đây là HIIT cường độ 11. Cường độ 11 là cường độ trung bình. HIIT nó có 3 cường độ. 21, 11 và 12. Thì cái 11 là cái trung bình. Cái này là chơi được nè các bạn. Nên cái này cũng là một trong những cái mà yêu thích. Đó, cái cường độ cao nhất là chúng ta có thể chạy bứt tốc. Cái cường độ thấp nhất chúng ta nghỉ. Còn những cái chương trình kia nó không làm được. Những chương trình kia là chạy dài quá, nó không có bứt tốc nổi. Nó chạy mức độ vừa vừa thôi. Đó, nên HIIT là một trong những chương trình mà các bạn phải trải nghiệm. Mà các bạn nên trải nghiệm. Rồi, chúng ta cùng nhau kết thúc để đi qua chương trình tiếp theo. Rồi chương trình tiếp theo là chương trình HIIT, xong rồi tới chương trình Custom. Custom thì nó giống như manual á, vậy khác nhau chỗ nào chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Custom nó qua tới user rồi kìa, thấy không? Là chương trình này là dành cho PT á, nó lưu lại, nó lưu một cái chương trình tập nào đó theo ý của nó, đúng không? Nó lưu lại cho một chương trình tập là theo ý của nó. Tức là sao? Tức là nó khác thằng manual chỗ nào? Cái thằng manual á là mày chạy luôn, lúc á mà là cái chương trình á là mày chạy luôn tới đâu mày chỉnh tới đó. Còn cái thằng custom này là mà chỉnh xong hết là mày mới chạy. Tức là bạn phải set up một cái chương trình của bạn nó dài khoảng chừng 10 phút á. Là nó khoảng chừng 20 cây đồ thị đó. Thì bạn chỉnh cái cây đó, cái cây số 1 là độ dốc nhiều, tốc nhiều. Cây số 2 là độ dốc nhiều, tốc nhiều. Bạn chỉnh hết một cái chương trình của bạn. Xong rồi bạn nhấn, bạn lưu lại. Nè, ví dụ như giờ ví dụ chỉnh nè. Này nâng cao quá rồi, này để cho PT. Này nâng cao quá rồi nha bạn. Giới thiệu thôi, ví dụ giờ chỉnh đi, giờ đây thì sao cái gì chương trình này dùng để thiết kế dành cho những khách hàng tự chỉnh. Cách chương trình tự chỉnh là được điều chỉnh bởi những thông số bên dưới. Ủa, tiếng Anh biết chút đỉnh nha. Không? Rồi, enter username Duy Nguyễn. Đâu để enter làm sao? Có chỗ nào để Duy Nguyễn không? Không biết nữa, chưa xài. Rồi thử đi em. Username 1 thôi. Enter username. Username que. Đó, điền vô thông số Duy Nguyễn. Rồi thời gian 10 phút. Chỉnh đại thôi, nó rồi xong. Nãy nhà chỉnh hoài nha. Cái máy F85 gì chỉnh hoài, enter một cái. Rồi xong điền hết đóng rồi đi, nghe hết muốn điền luôn. Thì quay lại, một thằng manual khỏi nói.
thằng Meadow nó lúc trước nói trong video trước rồi, vậy còn có thằng Hill, Burn, Cardio, Trend, HIT, tóm gọn lại luôn, hai thằng đầu giả mang nhất, nên khi bạn chỉnh tốc độ nó vừa vừa thôi. Còn thằng Cardio thì giả mang cũng nhì nhì, chỉnh tốc độ cũng vừa vừa thôi. Thằng Trend thì đỡ đỡ hơn xíu, nói chung là cũng giả mang luôn. Thì bây giờ thôi, Duy sẽ minh họa cho một số tốc độ căn bản để chúng ta hiểu. Đó là tốc độ mà Duy khá là yêu thích. Thứ nhất, tốc độ 5 là đi bộ chậm vừa. Tất nhiên tất cả Duy minh họa trên cái inline để inline bằng không, chứ không có dốc, dốc thì nó phải khác rồi. Đó, tốc độ 5, không tốc độ 5 đâu, 6, 9, 12, 15 6, 9, 12, 15, đó, để cho các bạn thấy được cái sự cái tốc độ để chạy, kỹ thuật chạy sải chân nó dài là như thế nào cái máy này. Trước khi minh họa thì Duy sẽ chia sẻ với bạn tiếp là những cái mốc nó quan trọng. Ví dụ như đàn ông đi thì mốc 10 là chạy, đó chạy á, còn mốc từ mốc 8 với mốc từ mốc 8 mốc 10 là chạy bước nhỏ, từ mốc 10 tới 12 là chạy vừa vừa rồi đó, 10 trên 12 là chạy bước rất dài. Còn đối với nữ á, thì cứ giảm hai tốc, ví dụ nữ là thấy 66 là bắt đầu chạy rồi đó nha. Nên Duy sẽ minh họa cái những cái mốc quan trọng đó. Đầu tiên là mốc 6, xin lỗi bạn, okay, là đi bộ. 6 đi bộ, mốc này Duy dùng để đi bộ. Cách đi bộ đây, bạn đi bộ phải giống Duy nha, bước dài ra, không có đi vậy, nó vậy, bước dài ra, đi đánh hông, tiếp tục mốc 9 chạy chậm rồi đó. Mốc 9 là thuộc dạng chạy á, là chạy chậm chậm vậy nè, đánh hông. Rồi mốc 12 chạy khá nghiêm túc, hít thở đều. Đó. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.